phía sau nữ thần tự do, thì các bạn sẽ tách cái nền này ra đúng không nào, tách nền ra thì chúng ta sẽ chọn nền nè, nhấn shift cộng thêm nè, đó, ở đây là mình chọn là cũng tương đối, control shift y đảo ngược lại, control g, như vậy là chúng ta đã có được một cái layer mới, một cái layer mới. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer và chúng ta tô màu background giống như bên này, tô một cái màu nền giống như bên này. Như vậy màu này nó sẽ chuyển sắc giữa màu xanh nhạt vào màu xanh đậm. Như vậy chúng ta sẽ chọn hai màu cái đã, một màu đậm, một màu nhạt. Rồi chúng ta có hai màu phân biệt ở đây. Chúng ta sẽ chọn tô màu Radiant. Và kiểu tô màu, kiểu tô màu là nó tô màu vòng xoáy nè, là cái thứ ba. Và nó không chỉ có một màu nhé. Bây giờ mình thử mình tô cái này. Bạn click chuột ngay đây, ngay đỉnh nè, kéo ra, nó tô cho chúng ta hai màu, một bên là nhạt, một bên là đậm. Đó, nó pha như thế này. Chúng ta sẽ vào chỉnh để cho có nhiều màu. Mình xem thử là có bao nhiêu màu, bao nhiêu cái số này. Ở đây là coi như một nè, một sáng nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, ok. Và đây để chỉnh. Đó, các bạn vào phía trên để chỉnh. Thấy cái chỗ mà thầy vào không? Lấy chuột ở đây nè, lấy chuột trên cái khoảng trống này nè. Đừng có lấy chuột vô đây. Nếu mà lấy chuột vô đây thì các bạn sẽ chọn chọn một trong những cái này. Mình lấy chuột vô cái khoảng màu á. Như vậy trong cái phần này chúng ta sẽ có hai màu và những cái lựa chọn để mà mình cần thay đổi nè. Phía trên là opacity, là cái độ màu của mình là bao nhiêu phần trăm. Tức là mình có màu xanh nhưng mà mình tô nó là hoàn toàn xanh hay là chỉ 50% thôi, tô đậm hay tô nhạt á. Còn phía dưới là vị trí, vị trí của cái màu. Nguyên cái thanh màu này thì cái màu này chúng ta chọn vị trí ở bao nhiêu phần trăm, location, đó là vị trí màu. Như vậy chúng ta cần 13 cái vị trí màu đậm. Rồi sau đó chúng ta xen 13 cái vị trí màu nhạt với bên trong. Như vậy thì lúc nãy chúng ta thấy là cái màu đầu tiên là đậm, màu cuối cùng là nhạt. Thành ra là nó pha hai màu chung với nhau là nó nổi lên một cái biên. Vậy bây giờ mình sẽ chọn màu cuối cùng cũng là màu đậm luôn. Màu đậm luôn. Bởi vì mình chọn màu đậm là màu vẽ nè, thì mình chọn nó là màu đậm luôn. Kịp không? Chọn màu cuối cùng là màu đậm. Bây giờ mình sẽ lấy chuột vô đây, mình thêm một màu nữa. Nó là màu đậm hết nha. Mình đang chọn là màu đậm hết. Lấy chuột ở giữa, tương đối trước đi ha. Đó, tương đối trước đi. Rồi tí nữa chúng ta cần thì chúng ta chỉnh con số này nè. Cần thì các bạn chỉnh con số đó. Bao nhiêu rồi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái cuối cùng là nó vòng lại cái đầu tiên rồi. Cho nên mình chọn 8 thôi. 8. Bởi vì nó vòng quanh vòng tròn mà. Rồi. Như vậy nếu mà mình thêm đến 13 là 5 nữa vô. 1, 2, 3, 4, 5.
kéo ra cho nó đều. Lấy chuột vô cái hình này chúng ta kéo ra. Nếu như các bạn muốn chính xác thì các bạn chỉnh ở dưới này nè, chỉnh phần trăm của nó. Còn nếu mà đưa chuột xuống dưới nó mất nha. Được chưa? Rồi mấy rồi? 1, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, bây giờ quay trở ngược lại, chúng ta sẽ tạo một điểm mới ở giữa. Thì hiện nay nó vẫn là màu đậm, mình chuyển nó sang màu nhạt. Và tiếp tục click chuột ở đây thì nó tự động nó lấy cái màu mà mình mới chọn lúc nãy, mình không cần phải thay đổi nữa. Rồi được chưa? Và mình lưu cái màu mình mới làm này, lưu lại new. New cái này đây, mình đang có ở đây nè, new nè. Rồi mình ok, tô màu lại bằng cái mình mới chọn. Cái màu nhạt của mình nó hơi đậm cho nên là mình thấy không rõ. Bây giờ tăng cái màu nhạt này, giảm màu nhạt này cho nó nhạt tí xíu. Các bạn thấy rất nổi giữa đậm nhạt mà hả? Được chưa? Được không nào? Rồi đó là cái nền. Bây giờ cái tay nè, tay làm sao mà cho nó giống như bị như thế này. Như vậy ở đây các bạn chọn cái layer 1 nè, chúng ta lấy một phần thôi, chúng ta lấy cái vùng biên ở đây. Thấy vùng tròn chưa? Rồi trình chiếu lại các bạn nhìn thấy chưa? Trình chiếu lại cũng chưa thấy luôn à. Hả?
Rồi như vậy là chúng ta đã lấy được cái vùng chọn, lấy lại cái vùng chọn của layer 1 nè. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ bớt những cái vùng chọn không cần đi, bỏ bớt, chúng ta cho nó rộng ra để dễ chọn, bỏ bớt cái phần này, chúng ta chỉ làm cái lem lem ở cái phần này thôi, thì chúng ta bỏ bớt phần ngoài. Rồi phần này chúng ta sẽ không làm cho nó lem. Rồi tương tự như vậy, góc dưới này chúng ta cũng bỏ bớt đi, được chưa? Và chúng ta sẽ chọn thay đổi bằng cách là thêm màu ở đây, cái cách để bạn thay đổi màu. Đó, bạn thay đổi màu. Rồi, nhưng mà có vấn đề là gì? Vấn đề của chúng ta là gì? Bạn thấy là cái vùng biên này nè, nó quá rõ đi, như vậy nó không đẹp. Vậy chúng ta phải làm gì? À, Shift F6, đúng rồi. Như vậy chỗ này, cái layer này, chúng ta sẽ Ctrl Z cho nó quay trở lại. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn Shift F6 khoảng cỡ 10 đi. 20 đi. Rồi, 20 lớn quá. Rồi. Và chúng ta làm lại chỗ này nè, chú ý nè. Chú ý chỗ này nha. Rồi. Một là các bạn sẽ copy cái layer này ra để thay đổi màu nó. Ví dụ Ctrl G. Và từ đây chúng ta sẽ thay đổi màu bằng cách là Image Adjustment. Chúng ta cũng chọn công cụ này. Đấy, chúng ta thay đổi. Thấy chưa? Đó, chúng ta thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta làm như vậy đó, thì khi mà chúng ta ok, bản thân cái layer này nè, là nó thay đổi màu vậy luôn, nó chết màu luôn, mình muốn thay đổi lại không được. Làm vậy thì nó cũng không hay. Cho nên chỗ này chúng ta không cần copy ra, không cần copy ra, mà chúng ta chỉ cần có cái vùng chọn này thôi. Sau đấy các bạn chọn vô đây, cái này là cũng là adjustment, tức là những cái hiệu ứng á, được chưa? Và mình chọn vô đây, mình cũng chọn công cụ là PlayStation, cũng tương tự như thế, kéo màu lui lại. Được chưa? Rồi, như vậy sau khi bạn làm xong thì cái này nó sinh ra cho bạn là một layer. Bạn có thể tắt, mở, giảm fill để cho cái hiệu ứng của chúng ta nó tương đối thôi, nó không có quá đậm. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong cái bài của chúng ta. Được như nào? Với bài tập này thì tương đối là đơn giản, không có gì phức tạp. Quan trọng là sau này khi mà các bạn áp dụng cái gradient tô màu với những bài khác thì bạn có thể áp dụng được. Bạn có thể áp dụng để mà thay đổi màu cho một đối tượng nào đó, sử dụng công cụ để thay đổi màu. Ví dụ mình chỉnh cái tượng này cho nó sáng hơn tí xíu thì chúng ta có thể là sử dụng công cụ
ở đây cover hoặc là lay, cái nào cũng được cả, mỗi cái nó có một cái công dụng riêng. Ví dụ chúng ta kéo lên đó, thì nó sẽ rõ màu hơn, rõ màu cho cả một cảnh luôn. Đấy, như vậy là chúng ta cũng tạo ra một cái layer mới, tạo ra một layer mới. Đấy,